Một sự việc xảy ra không mong muốn tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, một cái con kênh sông Bằng Lăng. Thì mấy ngày trước người dân có táo quả phát hiện ra một con cá sấu mà nghe chia sẻ lại là bằng một cái thùng bê chiều dài 1 mét mấy. Thì người dân táo quả hô hoán lên thì cơ quan cũng như là người dân xúm lại quay bắt, nhưng hôm nay là 2 ngày rồi vẫn không được cô bác anh chị ơi. Thì hôm nay mình có dịp đi ngang tại xã Tân Lập này để ghé tìm hiểu và con cá sấu này như thế nào. Mình gặp trực tiếp người mà chứng kiến và thấy con cá sấu tại vị trí sông này, nơi này, sẽ chia sẻ lại nghe mà gợn cả người. Thì để hiểu rõ hơn, mời cô bác anh chị xem đến cuối video và đừng quên bấm like. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em rất nhiều. Mến chào cô bác anh chị em. Cao Hớn đang có mặt tại ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thì ngay cái vị trí cái con sông Bằng Lăng này, đây là cái con đường lộ cũng Bằng Lăng, và con sông Bằng Lăng này cái chiều ngang của nó khoảng chừng hai mấy ba chục mét thôi. Nhưng mà có một chuyện xảy ra khoảng mấy bữa trước là tại đây có xuất hiện một con cá sấu đó, nghe người dân nói thì khoảng mấy chục ký mọi người. Thì cái sự việc đó như thế nào thì hôm nay mình có dịp đi ngang đây, sẵn mình ghé mình xem người dân ở đây cũng như là chính quyền địa phương người ta có tìm kiếm về con cá sấu này nữa hay không. Mà nghe nói tới đến thời điểm này là vẫn chưa bắt được con cá sấu đó nha. Nó xuất hiện trên cái sông Bằng Lăng nhỏ như thế này nè. Thì theo mình được biết con sông này nó nối liền của ba tỉnh Long An nè, rồi tới Đồng Tháp, rồi Tiền Giang luôn. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó thông tới ba tỉnh luôn á. Thì mấy bữa trước thì có một người cô ở nhà đâu phía trước này nè, từng phát hiện ra con cá sấu nó cắn cái bì dịch của cô, và cô đi xuống đó gặp quản hồn chạy lên và báo cho người ta. Người ta quay bắt tại cái khúc sông này từ hôm gài luôn, nhưng mà không biết bữa nay người ta còn đi tìm kiếm quay bắt nữa hay không. Thì chắc mình cũng nhờ người dân ở cái sớm mà phát hiện ra con cá sấu này chia sẻ lại, và mình sẽ xem coi người ta có còn đi bắt hay không. Thì mấy anh em mình được nghe người dân nói lại vào bữa thứ ba, hai bữa trước là con cá sấu xuất hiện với cái bến này nè mọi người. Là có một bầy vịt của bà chị nhà trên đây là bị con cá sấu quất vài con. Đó, ngay chân chỗ chiếc xuồng này nè. Mình xuống đây coi chừng họ phát hiện cá sấu luôn rồi ta. Trời ơi, chứ cái bãi này bởi vì nó dễ núp trong đây nè anh Hải. Đây, cái vị trí nghe nói là xuất hiện tối bữa chiều bữa thứ ba đó. Rồi bà chị đó bà gặp là báo cho cơ quan cũng như người dân xúm lại đây coi, rất là đông luôn cả nhà. Chân vị trí này đó, bà chị xuống rồi nè. Bữa đó gặp dưới đây đó hả chị? Dạ. Bên đó hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đây, đi đường này. Em đi đường đây qua được không ta? Được, được. Bà hổm em nhớ là chỉ là có bầy vịt đúng phải không? Đúng rồi. Ủa bầy vịt mình nuôi được nhiêu con chị? 10 con. 10 con lúc rồi. Lúc đó là vịt to lớn chưa? Vịt đẻ. Trời ơi, vịt đẻ là lớn lắm đó trời. Dạ. Là chỗ này hả chị nói là có vỏ lãi. Đúng không? Rồi, vỏ lãi đậu đằng đây. Xong rồi chiều 4 giờ rưỡi, 4 giờ 35 chiều đi xuống kiếm vịt, thấy nó mất rồi cái tính xuống cái vỏ lãi đó để bơi ra sông kiếm. Dạ. Thì xuống thì xuống không thấy, cái nhảy xuống cái vỏ lãi đậu ngay đây. À. Rồi mới mở cái thò tay đứng mở cái vỏ lãi thì thấy nó đậu đằng đấy, nó cách chắc chừng 1 mét à, không được mét rưỡi nữa. Là cái bên chị luôn á hả? Nó nằm nó nổi lên á. Lớn không chị? Lớn chứ, nó dài có 1m4, 1m5 gì lần đó, mình đủ chừng vậy đó. Là nó dưới mấy cái cọng. Đúng rồi, của lục bình. Lục bình này thì lúc nằm đó không? Là không có lục bình. Hồi bữa đó là không có lục bình. À, nó nằm ngay cái gần cái gốc cây đó ha. Đúng rồi, trống chỗ đó không có lục bình. Rồi lúc đó chị hô lên á sao? Chạy lên kêu cháu. Chứ ở đây biết nhảy lên thì rừng. Mình cũng quýnh quá rồi, mình nhảy đại, phản xạ tự nhiên thì nhảy đại chạy lên. Dạ. Chạy lên kêu cháu thì nó xuống, thì khi mà mình nhảy lên chắc cái vỏ lãi nó va chạm vô cái cây cà na đó. Thì nó kêu lớn quá hay gì đó, mình nghĩ vậy thôi. Thì rồi động ra thì nó hồi xuống thì cũng nhảy xuống cái vỏ lãi nha. Tại vì cái vỏ lãi buộc ở chỗ cái cây đó. Dạ.
Dạ, thì vỏ lãi nó nổi mà nó đâu có chiếc xuồng đâu, nó phèo phèo ở ngoài á, phải nhảy xuống. Rồi dịch chị nó ăn mấy con. Trời ơi, mất thì mình đổ thừa nó vậy chứ không biết là nó có ăn hay không nữa thì mình đổ thừa vậy đó mình. Đúng rồi, dịch chị thả là mình nhốt ở đây. Ở trên nhà. Rồi nó vuột chuồng nó xuống. Nó vuột chuồng nó đi xuống. Mà mình cũng đâu có biết là có phải nó ăn không đổ thừa. Nhưng mà cuối cùng lại là bài dịch của chị là mắc mấy con? 7 con. Tới 7 con luôn tàn. Đúng rồi. Dữ vậy ta. À, mình nghĩ nếu mà nó ăn thì chắc cũng còn sót chứ không lẽ dịch đâu nó gom lại để cho mà ăn. Đúng rồi, nó ăn vài con nè. Thì bởi vậy. Mình... Mấy ngày trước là chị cũng hay thông tin là bà con ở đây cũng có là phát hiện thấy rồi phải không chị? Đúng rồi, cách đây 8 cây vô trong túp ở trong kia. Cách đây 8 cây là vậy là trước đó là mấy ngày chị? 3-4 ngày gì đó, mình đủ chừng vậy đó. Vậy tính ra là con cá sấu này nó xuất hiện là khoảng 5 ngày rồi, 5 đến 6 ngày. Đúng rồi. Mà ở trong cũng truy đuổi dữ lắm luôn đó mà bắt đó mà không làm được. Mình kéo lưới sao chị? Trời ơi, ở đây kéo lưới lớp kích điện phụ rồi lực lượng công an đồ xuống làm dữ lắm luôn đó mà. Không được ta. Không được. Ở bên kia người ta làm còn dữ luôn nữa, cô ba ha. Rồi đủ các kiểu hết. Rồi chị gặp ở đây là vào lúc buổi chiều hả? Đúng rồi. Chiều thứ mấy chị, thứ phải thứ ba không? Chiều hôm qua là hôm kia là thứ ba. Hôm kia ơi, bữa 19, bữa nay 21 là 2 đúng ngày rồi. Đúng rồi. Lúc đó cái cảm giác của chị đâu có biết, cũng có sợ nhưng mà cũng không có nghĩ là nó ăn thịt mình hay gì, thì lo là tung chạy chứ cũng không có nghĩ là nó hung dữ hay là cái gì dữ tợn, thì mình thấy vậy đó, rồi mình lên mình định kêu để mà bà con hỗ trợ truy bắt chứ đâu có làm gì được nó. Rồi lúc đó chị ra báo cơ quan hả? Ở đây thì mình điện thoại, giờ thì điện thoại. Rồi bà con bắt đầu mới xúm lại, bắt đầu mới kéo hay sao chị? Rồi thì tập trung phải điện công an, rồi lực lượng xuống, rồi mới tổ chức, mới sắp xếp đội hình, đồ làm dữ lắm luôn. Là bữa đó tối, bữa thứ ba đó là người ta cũng quay bắt ở đây dữ lắm. Làm sáng đêm luôn đó chứ. Trời ơi, lực lượng cực khổ, mấy anh em muốn chết luôn mà bắt không được, tội nghiệp. Tại em thấy cách đây cái cầu Bạc Lăng ngoài này thì đây phải chừng cây số gì chứ. Có 700 mét hà. Rồi mình sợ nó ra sông lớn, chứ còn ở trong đây thí dụ nó cũng sông nhỏ, nó đỡ cái sông ở ngoài đó mấy chục mét lận, 50-60 mét gì lận đó. Sông nhỏ thì dễ gặp hơn. Thì bởi vậy mà sông bây giờ nước mùa này, mùa nước nó cũng chưa có giật nữa, cũng sâu chứ nói cạn cạn thì so với mấy người ta lặn hay gì thôi, chứ còn mà nếu mà ấy nước sâu lắm, nước sâu xa sông mới múc mà. Dạ. Dạ đúng. Chị tả khoảng 1m4-1m5 vậy là cá sấu được cũng phải 40-50 kg đó. Dạ, chắc đâu. Tầm đó đó. Cũng bằng con người mình ha. Cỡ một người mình đó. Cái mình nó cỡ cái thùng bê luôn đó. Trời ơi, nó đen. Bự dữ hả? Nó dài. Nó dài mà 1 mét mấy vậy, bình độ chừng nó cỡ đó đó, nó dữ lắm. Chị thấy chị không hoảng sợ sao được. Cũng thì phản xạ thì mình chạy thí vậy đó, mình nhảy lên bờ vậy đó, rồi cái vỏ nó nhảy nó đập mình nhảy lên nó đập cái mũi vô trong cái gốc cây. Hợp xuống. Rồi hôm qua ông xã ông bơi giờ cái vỏ này đắng. Rồi lúc đó là cái bầy dịch của chị là thấy có mấy con nữa gần với cái xuồng hả? Không gần không với... không, nó đi đâu mất mẹ hết ráo rồi. Mình đâu có thấy. Mà trước đó thì bầy dịch của chị đã sống chuồng. Chị cũng đúng rồi, sống chuồng 3 ngày rồi. Ngày hôm là qua nó có ngày đi xuống mấy sông này không? Có, nó đứng đây nè, còn dấu chân nè. Vậy là đúng rồi đó chị ơi. Cá sấu quá. Thấy vậy nó mới lại đó. Thì mình mất thì mình nghĩ vậy thôi, mình đổ thừa cho nó, nhiều khi không có nó quang cho nó. Đi ăn trộm nữa hả? Đầu có ăn trộm ai bắt được nó. Con dịch, như vậy là dịch đó đâu bắt được một chục con, nhưng mà mất khoảng 7 con thì còn lại mấy con kia đâu? Không không, 3 con là còn ở trong chuồng, trong nhà. À, như là sợ cái 7 con là mất hết. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nó tập trung về ngay vị trí này, chỗ cái bầy dịch của chị hay ở chỗ này thì cũng có khả năng là nó gặp dịch rồi nó mới bu lại, cái xấu nó mới lại đây á. Sợ nó có nghe hơi gì không mình cũng không có biết được nữa. Mình nghĩ nó vậy thôi chứ. Dạ. Rồi hồi sáng hôm qua có ai tìm kiếm nó không chị? Kiếm cá đó hả? Kiếm cá sấu. Mệt mỏi quá luôn rồi, kiếm giết rồi kiếm hết nổi thì thấy ở bên kia người ta cũng kiếm mấy ngày liên tục vậy cũng không được. Rồi ở đây thì cũng có, rồi bữa đó ông xã với mấy đứa con rồi cũng xuống đây sáng đêm đâu ngủ. Cứ 1-2 tiếng đồng hồ xuống coi nó có lên bãi nó nằm hôn rồi kiếm coi mấy cái bãi thấp thấp rồi đó. Dạ. Rồi cũng hy vọng này, vậy thôi. Rồi mát kiếm này cũng có khả năng là nó đi thì bởi vậy đúng rồi. Rồi cái cứ chút cái pha đèn rồi đèn xuống đi dài dài vậy đó, coi mấy cái bãi thấp thấp đang kiếm.
mà cũng đâu có. Vậy bây giờ cái khu vực này bây giờ nói chung là không ai cần xuống mấy sông mà bơi lội thì hết, không dám đâu. Bình thường cũng ít, bây giờ thì ít hơn hồi xưa, nhưng mà sợ chỉ có mãi mấy anh mà giăng lưới đánh bắt cá đồ đó, giăng lưới câu lưới đồ vậy đó, thì sợ vậy thôi. Mò ốc đồ đó giờ đâu ai dám xuống mò ốc, mà ốc hẹn chi là cái từ cái cầu Bằng Lăng tiếng là hai chạy vô đây gần 7 cây số mà em không thấy ai dưới mấy sông nha, không bao giờ có, không thấy ai dưới xuồng dưới sông hết trơn luôn. Đúng rồi, ở bên đó chạy qua đó ha. Dạ. Rồi bữa nay là người ta ngưng đi tìm kiếm con cá này hả chị? Thì cũng cũng có, cũng tới lui, cũng có người rồi cũng cũng dòm ngó mà cũng thầm lặng chứ không có đi xuống xuồng ghe ha. Hy vọng vậy thôi chứ đâu mà sức quân nào mà chịu nổi với nó. Đi mấy anh cũng làm dữ lắm luôn, thì cũng người dân đồ rồi cũng phải đi tới đi lui rồi cũng dòm. Con cá sấu này đừng đi ra ngoài cái sông cái lớn thì nó sông sông nhỏ vậy thì nó mới xuất hiện dễ. Mà hy vọng cho mình phát hiện được nữa để mà mình ấy nó chứ. Vậy tính nay là con cá sấu này xuất hiện là gần một tuần rồi. Cái như theo lời chia sẻ của chị là 5 đến 6 ngày. Nó ở bên đó đó, mà không biết cái con này là cái con thứ mấy, mình đâu có biết được. Dạ, dạ thì mình thấy nó vậy thôi chứ. Rồi người dân ở trên kia người ta có biết được là cá sấu này người ta sống chuồng hay là tự nhiên xuất hiện không chị? Không đâu, mình đâu có biết được đâu, không có nghe gì hết. Thì cũng có nghe người ta đồn hay gì đó, không rành nữa. Chứ mình cũng không chính xác là mình nghe là nói ở đâu ở trên đó nó xảy, nó sổng chuồng đó. Mình nghe là bị cá sấu sổng chuồng thôi, là nghe là đài thông báo đã lâu cái gì rồi. Thì cũng người này người kia nói chuyền vậy thôi. Yeah. Rồi, bên kia cũng có đổi con ấy. Rồi bên đây thì nó có con bên đây hình như là nghe nó là nó lên bờ luôn hay gì đó. Mấy anh có qua bên đó không? Dạ chưa chị, gần chỗ nào chị? Vậy ha, ở bên đây chạy thẳng qua 8 cây số thẳng ra khỏi cầu Bằng Lăng luôn hả? Cũng lại là nghe thôi, thì đài thì có kêu thông tin thì có kêu là ở bên đó phát hiện, mà mình nghe lại thì nói nghe người ngoài người ta nói nha, phải cho nó chính xác chứ mình đâu biết được. Cái này là mình nghe thôi chứ không phải là đài thông báo là nó lên, con cá sấu nó lên luôn rồi. Cái thằng nhỏ đó nó không biết, nó lấy cây nó khỏ bịch nữa. Người ta nói do làm vậy cho nên nó mới nhảy xuống, chứ không thôi là nếu mà người lớn mà phát hiện được thì mình có thể thì xử lý nó được, tại nó lên bờ nó nằm trên bờ dễ tóm gọn. Còn cái này thì thằng nhỏ nó không biết, lấy cây nó đập quất trên lưng vậy thì cũng nghe, mình nghe vậy đó chứ cũng không phải, không biết chính xác hay không, nhưng mà điều bên đó đó là cũng từng xuất hiện bò lên bờ ha. Nghe nói là nó bò lên bờ vậy đó. Em nghĩ là khu vực này bây giờ các bé bờ sông này, bà con nào mà có xuống sông chắc phải nhìn xuống cái dòng sông để đúng rồi đây. Hôm bữa đó mình cũng đâu có biết, thì mình ở đâu có lội sông đâu, thì mình mới nhảy xuống vỏ lại bữa đó. Đó là cái chị bước xuống đây ha, bước xuống đây rồi cái xuồng chị đậu ở đó. Chiếc xuồng là buộc ngay gốc cà na đó. Ngay gốc cà na đó. Đúng rồi. Rồi cái chị không có thấy nó nổi trước ha. Mình đâu có dòm, lo mình dòm con vịt thôi chứ đâu dòm dưới nước. Dạ. Dạ. Rồi cái bắt đầu mới đứng mở cái vỏ lãi á, mới nhìn thấy nó. Trời ơi. Mà hôm bữa đó là không có miếng lục bình nào ở chỗ đấy á. Nó trống lỏng, nó trống ngay như chỗ đây vậy nè. Nó trống lắm. Rồi mình nhìn thấy mà nó nằm nó nổi cao lên cũng cả tất hay gì vậy, ví dụ như là nó nổi như một thấy phần cái đầu với mình nó luôn hả chị? Nó nổi sao mà nó nổi hay vậy, không hiểu, chứ không phải là nó đưa cái đầu lên không, mà mình thấy sao nó lạ quá ta. Nó nổi vậy đó. Rồi nó gặp chị rồi nó có hợp xuống không hay là nó như vậy? Nó vẫn luôn bình thường mà. Hồi mình xuống thì mình không để ý, khi mình mở dây thì mình thấy nó vẫn bình thường, rồi mình mới phát, mình mới nhào lên thì mình chạy lên kêu, thì mình xuống thì nó lặn đi rồi. Dạ, chị nói nãy là cái lúc mà nhảy lên vỏ lại á, nó da chạm mạnh lắm. Ngày hôm qua mình cũng có nhảy thử lên coi nó sao thì nó da chạm mạnh lắm. Tại vì lúc đó đâu phải chắc mà là cái tác động da chạm với con cá sấu đó ha. Chiếc ghe ha. Cái vỏ lãi nó va chạm vô cái gốc cà na mạnh lắm. Tại vì nếu mà đi bình thường thì mình không dám đi dậy vỏ xuồng nào nó còn. Nó không có, nó bể xuồng của mình á, bể vỏ của mình. Rồi lúc đó thì mình quýnh quá thì mình phải nhảy mạnh á, thì nó va chạm mạnh. Rồi chiếc cái vỏ lãi nó nằm nó nổi á, chiếc xuồng vậy chứ nó mình nhảy lên nó ít giận sóng, mà cái vỏ lãi nó nằm ở trên mặt nước á, mình nhảy lên nó giận sóng vậy. Rồi nó va chạm nó kêu lớn hơn chiếc xuồng. Chiếc xuồng mình hồi xưa bằng cây á thì nó va chạm nó cũng nhẹ đi, còn cái này nhảy lên một cái nó làm cái đùng mà. Mình nghĩ là đó, vậy thôi. Đêm đó súng ở đây là kia trên bờ đây coi đông lắm phải không chị? Trời ơi, thì bà con rồi lực lượng
rồi dân đồ đổ xô ra, rồi điện đài anh em bạn bè khắp nơi đồ lại ủng hộ đó. Mà lúc chị phát hiện đó, chị lên chị báo công an đó, thì khoảng bao lâu là bắt đầu là mình quay bắt nó bằng phương thức nào dưới đây chị? Trời ơi, mọi cách hết luôn. Thì kéo lưới rồi cũng phải kích điện chứ, mà nói mình lưới không thấm nó phải kích lên điện đài hả? Lên mạng thì mình nói vụ kích điện thì nghe nó không, nó ấy thôi chứ còn phương tiện để mình chi bắt thôi. Thì bởi vậy rồi lưới cào á, rồi cũng làm dữ lắm luôn mà không gặp. Không, mà theo nghĩ nếu mà cái lưới mà mình cào dính mà mình 40-50 kg kiểu đó chắc nó được vậy, không vậy vậy rồi chứ. Hồi nãy đằng cái tiệm đá mía đằng kia, hai anh em có nghe mà cô nắng nói là trước đó phát hiện ở trên kia thì người ta kéo lưới nữa mà nó nổi lờ đờ, rồi sau đó nó chui ra cái lưới trốn thoát hả chị? Trời ơi, cái đó là nếu có là cái đó là cái tin đó cũng chính xác là trên đài trên mạng đã thông báo rồi chứ không có đâu. Trời ơi, vừa lọt vô lưới rồi, đâu có nói lưới đánh bắt cá mà đâu có nói chuyện mà giỡn gì đâu, không có đâu, dễ gì được. Mà nó chốt sao hay ta, cái sông này cũng đâu có lớn đâu, nếu mà văng lưới với dùng điện á thì làm dữ lắm luôn mà sao cũng không gặp được ta. Đêm đó quần dữ lắm luôn, không biết sao trốn hay thiệt. Bởi vậy mà giờ nó nổi mặt nước thì mình đâu thấy, dù cho sông nhỏ trừ ra nổi mặt nước chứ ở đây thì gần ra sông lớn thì mình còn sợ là có thể là nó ra sông lớn. Dạ. Còn ở bên kia là sông nhỏ không, mà tại sao cũng không làm được nữa. Mấy sao ngày không thấy nổi. Giờ mấy ngày rồi làm dữ lắm ở bển. Mà nó vô mấy cái nhánh ở bển tới Cù Be, ở bển đó ha, là mấy anh đi coi là Cù Be múc cỏ đồ, thí dụ cặp cặp má quơ lên hết để cho trống để mà đánh bắt nó đó. Phát hiện không theo được. Như chị là người dân địa phương ở đây, giờ cái tiếng sông này nè, nãy em cũng thấy nó có nhiều cái tiếng sông nhỏ chĩa nữa, nhánh nữa, thì có đúng khi rồi. Nào mà cá sấu nó ra sông lớn hoặc nó vô mấy nhánh sông nhỏ không chị? Trời tại ơi. Vì kiếm cái nhánh sông bằng lăng này là không gặp rồi. Thì bởi vậy mình cũng không biết làm sao. Thí dụ như mình nghĩ nhiều khi có cái cống nào nó cặp cặp mé đồ hang, thí dụ vậy đi, mình nói vậy thôi mà chắc không được với mấy anh đâu. Mấy anh quần đêm đó dữ lắm luôn rồi mà mình cũng đâu có biết nó làm sao. Này chắc có hướng ra sông cái luôn rồi quá. Bởi vậy nó ra sông lớn là không bao giờ. Ra sông lớn ở nước đi Sài Gòn du lịch luôn chứ làm sao mà mình bắt được nó. Sông lớn ngoài lớn lắm, 50-60 mét gì lận, lớn lắm, sông ngoài lớn. Rồi mấy ngày đó người ta có dụ thức ăn cho con cá này nổi lên không chị? Trời ơi, ngày hôm qua tôi bắt mấy con vịt tôi buộc đó, dây đó. À, kìa. Cũng làm. Là mấy cái dây vàng ở dưới là chị buộc vô giờ nhà con vịt để nhử luôn á ha? Đúng rồi, rồi sợ nó đói tội nghiệp quá, rồi cái tới chiều tối lôi lên. Dây vàng đó chị cột cái vịt đó. Mà con cá sấu bữa hổm xuất hiện tại đây động nó rồi, nó dễ vậy nó ở vị trí này nữa. Thì mình làm cũng hy vọng vậy thôi, có biết đâu. Nếu mà phát hiện là chị báo cơ quan, báo xóm làng là dây liền ha. Chứ thì sao, thí dụ mình buộc ba con mà mất một con đi thì mình cũng còn có cái hướng rồi ha. Nếu mà buộc sáng đêm mà mất thêm ba con là chắc ăn trộm. Ai đâu mà bắt, mà cũng không ai dám lỗi xuống bắt. Em mà đi sát mé này thôi, mình nghe được cái tin con cá sấu thôi mà mình đứng mà cũng con mắt nhìn tới nhìn lui coi nó có xuất hiện gần mình không. Còn chị bữa đó chị gặp trực tiếp nó luôn, chắc cũng quảng hốt mà lắm. Thí dụ như mình biết trước mình chuẩn bị thì mình còn dòm ngó, còn cái đó thì nó bình thường mà mình bình mà. Thường mà con dâu út á, con bé hồi nãy á, nó cứ thấy mình vắng vắng mình đi kiếm vịt á, nó thấy mình vắng vắng là nó chạy xuống liền, nó kêu mẹ cá sấu mà mẹ cứ làm gì, mẹ cứ đi xuống sông hoài á, thì mẹ đi kiếm vịt mà mình cũng đâu có nghĩ là nó hung dữ rồi đâu, nhưng mà mình coi trên trên mạng đó, trên thế giới động vật gì đó, trời nó ghê không, nó mấy cái con mà đứng gần hu nai gì xuống uống nước á, nó giật nó làm thấy ghê ha, nó dưới nước nó nhào lên á. Bữa đó là chị phát hiện gặp nó rồi, chị quảng, chị nhảy lên bờ thôi chứ chị không có thấy được cái biểu hiện của nó hả? Không, nó cũng vẫn bình thường chứ nó không có hung hăng. Cái này mình nghĩ chắc cá nuôi chắc nó cũng không có đến nỗi là như mấy cái con kia, mình nghĩ là có thể là vậy đó. Nó cũng không có cái phản ứng gì của nó hết á. Hay là nó no gì mình cũng đâu có biết trước được nó. Chắc nó quất mấy con vịt trước rồi nó no rồi. Không biết. Chị nhưng mà trước đây kia ở đây mình chưa phát hiện cá sấu trong cái sông này đó, thì trước kia mấy em nhỏ đâu có hay tắm sông đâu. Không, bây giờ mà mấy chú đi hết cả cái làng nước này, nói thì nói gì chứ giờ nhà nghèo nhà giàu gì cũng ở trên bờ hết. Dạ. Không ý tắm nhà sông nước bây giờ ta kéo đó. Điện kéo nước cho mình khắp nơi ở dưới mà ruộng ở dưới đồng còn có, mà không ai xuống sông nữa hết, bảo đảm giờ đi không ai có chiếc xuồng. Bây giờ vô đê
bơm nước cũng bằng điện, cái gì cũng bằng điện, bằng máy móc không, cơ giới không, đâu có ai xuống đây. Cái chiếc tắc gán của chị nhỏ anh bển đó hả, là chiếc đúng đó rồi, hả? Đúng rồi, kêu bằng chiếc vỏ lãi á. Chiếc vỏ lãi đó mà gặp nó là nó quậy cái cũng lật ngang chìm nữa. Cái giỡn đâu nhỏ mà. Thì đúng rồi, nó mà tấn công thì mình cũng bó tay mà thì hôm bữa đó là nó vậy đấy, chắc cũng may mắn là chắc cá sấu này nó lụm mấy cái con vịt của chị rồi đó. Là bị vịt chị là sống chuồng là đậu ngay chân chỗ này phải không? Em thấy nó láng nè. Đúng rồi. Là nó lên bờ xuống bờ ngay vị trí này. À. Không biết nó có láng ăn không, nó không ăn đổ thừa qua người ta nữa. Thì mình đoán vậy mà chắc cũng có khả năng chị ơi, tại vì cái đó là món mồi ngon của nó mà, nó phải lại đây rồi. Ngon ngon ăn cũng chừa chủ nhà ăn con chứ. Chừa chị ba con rồi. Không, cũng có khả năng tại vì vịt là cái món mồi của nó mà, nó khi mà sống chuồng nó kiếm đồ ăn không có, nó gặp bầy vịt là nó mừng. Thì bởi mình, nó ở gần mình cũng đi kiếm vịt cùng hết trơn luôn mà không có. Thì mình nghĩ nó vậy thôi, chứ còn con vịt đó là không bắt được nó. Vịt cò, vịt đẻ, dạ. Nó vừa bay vừa lặn vừa nhảy, chỉ có mình quen, mình kêu nó mới lên tiếng, nó mới tới thôi. Chứ còn không bao giờ mà người dân, người lạ không bao giờ bắt được nó, dám hứa. Dạ. À, có bắt có đập đi cũng một với hai con thôi, chứ không bao giờ, bao giờ bắt được. Nó nằm nó quay cái đầu vô bờ hay sao chị? Nó nằm nó quay xuôi cái vỏ lãi, cái mỏ nó quay hai hàng đối diện, cái vỏ lãi với nó, cái mỏ nó là đối diện. Vậy là nó cái đầu nó quay đúng, về hướng cây cana này. Đúng rồi. Cũng nằm ngay cái ngọn gần lắm chứ không có được 1,5 m đâu. Trời cái ơi. Cái ngọn lục bình cao cao đó, à. Nó đưa mỏ về lại ngay đó. Còn cái vỏ lãi chị thì ngay cái gốc cana này thì chừng 1 m thôi. Không có hơn vậy được. Là chị bước lên cái đó là gặp cái chừng 1 m thôi ha. Đúng rồi, rồi cái mà mình đứng nha, khi xuống vỏ lãi thì cũng đứng nhảy xuống. Rồi khi mà mình mở dây xuồng thì cũng đứng. Lúc mình mới có thế để mà mình nhảy lên, chứ không có ngồi là chắc lết luôn rồi quá. Lúc mà chị là nước như bữa nay không chị? Không, nước kém hơn tí. Rộng hơn thì ha. Lúc này mùa nước nổi nó cũng chưa có rút mà mấy nữa thì cũng còn nước. Dạ. Yeah. Trời ơi. Lần đầu tiên chị gặp cá sấu ngoài đời ở đây luôn. Người ta nuôi thì người ta thấy mỗi ngày thì nó khác, còn mình ở đó thì mình không nuôi rồi mình thấy cái mình. Đúng rồi. Có cái phản ứng tự nhiên là mình hơi lo sợ. Ừ. Thì mình sợ nó ẩu thôi chứ mình thấy nó cũng bình thường, mình dạ. Cũng không sợ. Lúc đó thì tôi thấy cũng thấy nó bự thì cũng rồi cũng nhảy chạy lên, chứ cũng không phải là sợ nó ăn thịt mình hay là gì hết, dạ. Chỉ có chủ yếu là lên để tri hô để bắt nó thôi, chứ chủ cũng yếu là để cũng báo cho mọi chứ lúc đó cũng không có còn không có nghĩ được là nó hung dữ đối với mình nữa, cũng chưa có nghĩ tới cái việc đó nữa, cứ nghĩ là để lên để mà tri hô bắt nó thôi. Lúc đó nghĩ vậy đó, rồi bây giờ nghĩ ra mấy ớn. Mới nhớ lại mình coi mấy cái động vật hoang dã đó, trời ơi, nó bay lên, nó phi lên, không hay gì kịp với nó. Vậy là hiện tại thì cơ quan người ta không có xuống xuồng ghe để tìm kiếm, nhưng mà người ta đi trên bờ, ta dòm ngóng cũng thôi. Cũng có, chứ, đúng rồi, chứ bây giờ làm sao mà ngày dạ. Đêm làm sao ai chịu nổi. Cũng chờ thông tin của người dân, ừ. Nói chung là bây giờ là đâu biết ở vị trí nào. Bởi vậy, hỏi đi kiểu sao giờ, nước, sông nước mênh mông mà, thì cũng người dân cũng đi tới đi lui, cũng dòm ngó đồ, cũng tìm kiếm vậy thôi chứ giờ. Cả cái ấp Trương Công Chí này thì ai cũng biết rồi. Trương Công Ý ha. Thì ai cũng biết rồi. Do đó là ở đây đi chỉ gõ vào cái sông này, sông gì chị có thể nói lên để bà con cô bác nào phương xa ta đi ngang cái tuyến đường này người ta không nên tắm hay là gì đây. Cái này là con kinh Bằng Lăng, nhưng mà con kinh Bằng Lăng này nó chạy dài lắm nha. Nói kinh Bằng Lăng thì xã Tân Lập đi, chứ còn mà kinh Bằng Lăng thì nó chạy dài cho mi mấy chục ha. Cây số đó, đúng rồi. Ở đây không biết là Bằng Lăng cái này là Bằng Lăng ngọn hay gì đó, rồi dạ. Gốc là ở bên kia hay gì đó. Gốc Tiền Giang rồi tới Đồng đúng Tháp rồi. Rồi tới Long An. Đúng rồi. Ba tỉnh nó đi ngang một con sông Bằng Lăng đó. Đúng rồi. Ở đây thì từ tại bên ấp Trương Công Ý nha cả nhà. Đúng rồi. Nó từ Thiên Hộ nó đi qua đây là con sông Bằng Lăng nó kéo dài đó, mấy chục là ba tỉnh đi ngang đó. Yeah. Nó không có lớn á, ngang cái chừng 2 mấy mét thôi. Không, nhưng mà nó sâu lắm. Nhưng mà nó sâu. Thấy cũng có một số ghe lớn chạy ngang á. Đúng rồi, ghe lớn chạy thì chỉ bây giờ là chỉ ghe cát, ghe lúa đi thôi. Còn cơ giới bây giờ cũng ít lắm. Dạ, bây giờ đường bộ nó đã ấy rồi. Đúng rồi, đi đường bộ là nhiều. Cái bờ này có khi nào nó bò lên nó đậu. Trời ơi, thì cũng kiếm, cũng dòm ngó dữ lắm rồi, cũng đi, cũng liếc, cũng dòm dài dài mấy cái bãi mà đẹp đẹp đó rồi cũng dòm. Ghe hay gì kìa? Xe. Vậy là người dân người ta cũng đi cặp theo mé lộ như thế này, người ta đi ta dòm dòm xuống bãi ha. Trời ơi, đêm đó là pha đèn rồi làm dữ lắm.
rồi cũng mấy ngày hôm nay cũng vẫn có người cũng phải đi, cũng đi tới đi lui, cũng dòm ngó, cũng đi dòm cặp mé sông. Thì bây giờ mình cảnh giác hơn hồi lúc mà chị chưa gặp. Tại vì hồi lúc chưa gặp thì giường mình, đất mình thì mình ban mà đi xuống thì vỏ lãi đây thì mình đi, chứ mắc cái gì đâu mà dòm cái gì nữa. Thì lo dòm kiếm dịch thôi. Ừ, rồi bây giờ đi là phải thận trọng, phải cảnh giác, phải dòm, dòm trước dòm sau. Em đứng đây với chị mà em còn dòm sau lưng chứ mình không coi nó có nổi nó bất tử. Ghê ha. Thấy cái cảm giác của chị kể thôi mà phải chơi mà mấy anh em mình chứng kiến kế bên sao cũng hoảng hồn luôn. Hồi đó thì lúc mà thấy nó thì cũng chưa đến nỗi là sợ mấy nữa, rồi cái từ từ dần dần thấm á mấy ớn. Dạ. Ừ, cái hồi đó thì phóng lên được, còn được. Thì chị thấy lúc đó thì chị chưa có cảm giác gì sợ. Chưa, mà tối cũng, chị nằm chị nhớ lại cũng là nhớ lần từ bữa đó. Tưởng tượng lại mình học cái chân xuống sao ta. Thì bởi vậy mình thấy mình cũng ớn thiệt chứ. Nguy hiểm quá. Dạ. Nhưng mình sợ mấy anh đi đánh bắt cá lưới đó, giăng lưới rồi đó. Rồi mấy chị mò ốc đồ hang. Dạ. Đó, mấy anh mấy chị đi bắt ốc, ốc đắng ở dưới sông này bây giờ nó dữ tợn. Nó nhiều. Ốc đắng nhiều hả chị? Dữ lắm, mà giờ ông cố nội ai dám xuống. Không bao giờ dám. Nghe cá sấu này mà chưa quay bắt được nó là ai dám không xuống bao giờ này. Ốc đắng ở dưới đây dữ tợn lắm, con bự bự không. Dạ. Chứ không phải như hồi xưa ốc nhỏ nhỏ đâu, không có đâu. Dữ lắm, giờ chịu thua luôn. Có người ta nghèo, người ta phải lội đi mò bán 10.000 ký, 15.000 ký. Rồi giờ mấy người đó hết dám lội rồi. Chào dám được. Tội nghiệp không? Ừ, có bà chị, có bà chị chồng ở bên Đồng Tháp, bà điện qua nè, Mỹ An đó, bà nói mấy chị ở xóm đó là mò ốc để bán, nó giờ không dám luôn. Yeah, đâu có dám. Vậy làm thấy giống như thất nghiệp hết số người. Thất nghiệp nữa. Văng lưới bắt cá rồi bắt ốc lại cái kinh này. Đúng rồi. Nghiệp không số người cũng diện cá sấu này. Cũng mong bà con đây phát hiện để mà khi bắt. Bởi vậy. Dám bờ hởm á, bờ hởm mà chị không phát hiện ra dám coi chừng cái bãi này, cái bãi bồi coi chừng buổi tối nó bò ở đây nữa hả chị? Mình cũng không biết gì. Tại thấy cái bãi bồi này quá ngon lành nè. Mấy con vịt nó ở đây nữa rồi có khi nó bò lên đây. Nó dễ lên, sạch sẽ hen. À. Dễ lên. Chứ nó im nữa, người dân đi cái đường lâu trên ta thấy nó nữa. Chỗ này tại vì trồng mít nè, nó quất nè. Mong cầu sao người dân phát hiện ra nó để quay bắt sớm để cho người dân trở về cuộc sống yên bình. Thấy gì bất an quá trời luôn. Mà mình ở trên nhà cao chảnh mình cũng hồi hộp không chị? Không, đâu có sợ gì, mình ở trên đó mà mình đâu có sợ, không lẽ nó bò lên. Mình cũng đâu có biết được. Không có làm lại mình. Trên bờ thì không sợ rồi. Trên bờ. Hàng chi mình chạy vô cái quãng đường khoảng 90 cây số mà thấy cái mấy hé sông hai bên bờ là vắng tanh luôn á. Hả? Không là, có người là, nào là, đi mấy sông đó. Mấy anh ở đâu chạy qua? Hướng cầu Bằng Lăng là 2 á. Bên đó vậy mà không nghe, không coi bên đó hả? Không có thu nhập không, tin tức ở bên. Đây. Hả? Ở xa thì, tới. Bạn qua lại thì đó giờ có cái vị trí ở đây đó. Dạ. Em... chứ không có coi vị trí bển ha. Dạ. Đây qua đó 8 cây á. Dạ. Rồi vậy là có hướng cái bữa chị phát hiện ra mà không có quay bắt được á, là nghi là chắc nó thoát ra ngoài sông lớn ngoài kia rồi, hoặc là vô mấy cái kinh nhỏ rồi. Thì nói chung bà con ở đây thì mình phải cảnh giác, lúc nào cũng phải cảnh giác. Khi nào mà xuống cái sông thì bây giờ là đâu ai cũng biết hết rồi, rồi đài phát thanh rồi tin tức trên mạng đồ có hết rồi. Thì giờ phải cảnh giác chứ giờ biết sao giờ. Rồi, theo cũng mong lại... cho mau bắt được nó. Lời chị diễn tả hồi nãy là nếu mà nó gần bằng cái thùng bê á, tức là nó bự khoảng bự lắm, khoảng 50 ký. Nó bự lắm chứ, nó bự như trước đây chị có đi sở thú chị coi đâu đó, chị thấy đó, nó cũng y như vậy luôn, nó bự. Nếu chị diễn tả gì là nó cỡ 1.5 m trở lên chứ không có dưới 1 m đâu. Nó tầm cỡ đó nó lên. Lúc đó chị thấy nguyên con không, từ đầu đến tui không, hay là luôn. Nó mà sao nó nổi sao mình. nó nổi phơi lên, chị cũng thấy làm lạ, thay vì nó đưa cái đầu lên hay gì hen. Nó đưa cái đầu lên không hay gì, nhe răng hay gì thế này không có, nó nằm như nó ngủ hoặc cái gì không biết, nó nằm phơi lên là nó phê rồi nó no gì mình cũng không biết. Vậy nó là nằm. Chị đâu có thấy hết cả người nó, chỉ thấy cái đầu với cái mình nó thôi, cái đang cái trên nó nổi dài rồi. Nó nổi dài vậy thôi chứ sao thấy hết cái mình nó, nhưng mà điều cái ở trên nó nổi lên cũng như gần một phần con cá đó, thí dụ như ba phần cái mình nó tròn á, thì thí dụ như mình thấy chỉ một phần vậy thôi. Dạ. Chứ đâu có, nó đâu có nổi như cái bong bóng đâu mà thấy hết được, nhưng mà đều nó bự lắm. Vậy theo chị đoán là con cá này cũng khủng dữ lắm rồi đó. Ừ, cá này là cá một bự. Người như mình là phải gu luôn á, bự lắm.
Nhưng mà lúc đó quýnh quá cũng đâu có sợ nó ăn nó uống gì mình đâu, chứ không phải nó dí mình thì mình sợ. Còn này rất là trầm tĩnh, nhưng mà cũng có sợ, nhưng mà mình tỉnh lắm chứ không đến nỗi mà lết la gì, không có đến nỗi. Rồi dần dần mình mới sợ. Ghe đi kiếm cái gì đó ta, thấy có chạy chậm chậm nhìn kìa. Không, ghe đó. Không biết phải. Ghe lúa, ghe gì? Ghe lúa hả? Kiếm gì nổi nữa, ngày đêm kiếm gì nổi. Qua gần cả tuần rồi. Ồ, chiếc ghe lúa chà bá lửa luôn ngày rồi. Đúng rồi. Thì giờ chỉ có ghe vậy đi thôi chứ đâu chạy có. Chạy muốn nửa xong luôn rồi. Ừ. Thường thường mấy chiếc ghe này chạy như vậy nè, nếu mà con cá sấu nó còn á, động nó sẽ nổi lên á. À. Tại vì nước nó đùa nè. Trời ơi, nó lùa đó. Dữ dằn không? Này xà lan luôn rồi. Xà lan cho lúa hả chị? À, đúng rồi, hoặc cát á, thằng này chắc cát à. Cát ha. Đó, nếu mà mấy chiếc ghe lớn như thế này mà nếu mà con cá nó vẫn còn nằm ở trên cái tiếng sông này thì nó động nó sẽ nổi lên á. Nó nổi không mình cũng đoán vậy thôi chứ mình có biết đâu. Mong cho gặp cho nó sớm để bắt lên cho bà con bớt lo lắng, để người ta còn đi bắt ốc bắt cua với kênh này nữa. Chắc thoát quá, chắc nghiêng cá sấu này nó đi ra chỗ khác rồi quá, nó không còn sông này. Nếu mà chiếc ghe lớn chạy như thế này, động nó sẽ có thể là nổi lên, ta thấy. Trời ơi, giờ mình đâu có biết nó làm sao. Hay là đón mò thôi chứ đâu biết đâu. Mình mò, mình đón thôi chứ mình đón được thì mình bắt nó rồi. Không phải mà cái dòng sông này có 7-8 cây số từ cầu chảnh xuống cầu này, mà nếu mà không có mấy nhánh á, có thể là mình dần lớn rồi. Ừ. Từ ở bên đó qua đây là mấy có hai cái ngã tư. Dạ. Từ ở bên bó qua đây hai cái ngã tư, sao nó không quẹo xuống, nó không quẹo lên, đúng không? Mình đâu có biết nó đi đâu. Không có ngã tư đi ha, cái đầu văn lưới hai đầu là mình dí nó lại được trong đây rồi. Ở đây hôm bữa đó mà giờ lưới bất tử nói gì chứ ở đâu mà có lưới, mình ở đây đâu phải dân làm nghề biển hay gì mà lôi lưới xuống liền. Đó, chứ nếu mà có lưới thì mình chặn ở ngoài kinh đây cách 700 mét nè, mình chặn ngoài đó cái chặn ở trong đây không mà. Cho nó ra sông lớn. Thì bởi vậy bất tử rồi mình làm sao mà mình có lưới đâu mà. Lúc đó ấy quá rồi, gấp quá rồi, lo quay bắt tại chỗ nó không à. Đúng chứ rồi, mình không nghĩ phương án xa hả chị? Không nghĩ kịp đâu, rối lắm. Đâu có phương án nào được. Do đó vô tình nó lội đi nhanh thì mình cũng đâu có chứ bắt mình được. Nghĩ cái đó mà mình có cái mua ra tiệm bán lưới, mình mua lưới rào gà đó, mà lưới thứ mà 4 mét khổ đó ha. Cái mình nhập làm đôi ha, xong rồi mình luồn dây lội tối, mình làm viền chì cho nó ha, ở trên mình buộc chai, mình làm phao ha, cái mình chặn lại mặt mai thì mình nghĩ vậy chứ. Rồi ông cố nội ai mà dám mà thí dụ như nó sát mé, nó không sát mé mình cũng ai dám lội xuống dưới đó mà dằn mà bây giờ dính nó rồi lắm, mà mình nói dính nó rồi mấy người đi bắt nó cũng sợ. Mình nói thôi chứ mình cũng biết làm sao mà dám ai đâu mà lội xuống. Thí dụ mình làm cá cơ quan vào cuộc cho nó phát thì nó khỏe. Thì bởi vậy chị cũng là người chứng kiến, hôm nay chị cũng có chia sẻ là chị gặp thấy rõ ràng luôn cả nhà. Đó thì giờ mong là bà con cô bác mình ở khu vực này thì cũng đừng nên là xuống sông để mà bắt ốc rồi bắt cá rồi như này, rất là nguy hiểm, tại vì cũng chưa có phát hiện là bây giờ nó nằm vị trí nào nữa. Với mấy người ở xa đi ngang con kênh này mình biết được vị trí ở đây thì không nên mà xuống tắm hay là cái gì đó, tại con cá sấu này thì người ta cũng chưa có phát hiện để bắt được, chưa biết nó lẩn trốn ở đâu nữa nè. Rồi, tụi em cũng cảm ơn chị chia sẻ nha, chị cũng là người đã thấy thực tế luôn rồi. Cũng có gì đâu, mình cũng chia sẻ cho bà con mình vậy chứ. Để biết phòng tránh. Dạ.